Hello, xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách thức mà chúng ta mua cái đồng OnFagon. Trước khi đây là cái link giới thiệu của Tiến, anh chị em nào vào đăng ký thì anh chị em có thể quét cái mã QR này trên màn hình đây. Một cái liên kết bên trái, một cái liên kết bên phải. Đó, thì mình sẽ copy cái bên phải đi đúng không ạ? Tí nữa Tiến sẽ để cái đường link ở phía dưới cái video này. Anh chị em nào muốn tìm hiểu về OnFa thì anh chị em hãy truy cập vào đường link đó. Ở đằng đó, hoặc là nếu như anh chị em chỉ cần chụp lại cái màn hình vừa rồi và cái mã QR anh quét và chúng ta có thôi. Hiện nay OnFa có ứng dụng trên App Store đối với iPhone và trên Android cũng có rồi. Đó. Thì quay trở lại cái video Tiến hướng dẫn anh chị em cái cách chúng ta mua cái đồng OnFa Gold. Đây, anh chị em để ý trên màn hình nó chạy mấy cái quảng cáo này. Thực ra cái website của OnFa này thì nó có đầy đủ cái chức năng của ví Web3 rồi. Như tuy nhiên là mới thời điểm hiện tại thì công ty đang cho chúng ta sử dụng cái ví hiện tại này để cho chúng ta biết cách sử dụng về tiền kỹ thuật số, tiền điện tử. Và thời gian tới đây thì OnFa sẽ mở ra rất nhiều các cái văn phòng ở trên các cái tỉnh. Hiện nay thì có trong thành phố Hồ Chí Minh, tới sẽ là mở văn phòng trực tiếp ở thành phố Huế, nơi là CEO của Nathan Hồ và anh giáo sư Nicolas Phan là chủ tịch tập đoàn Metech Group, đó là quê hương của anh Nathan là cháu của cái giáo sư Nicolas Phan này và được sinh ra gốc gác ở thành phố Huế anh chị em nhé. Đó, tới sẽ mở văn phòng ở đó và sẽ mở một tiếp một cái văn phòng ở Hà Nội để cho chúng ta tiện qua quá trình giao lưu cũng như là hợp tác hay là học hỏi. Hiện nay thì công ty cho chúng ta sử dụng giao dịch cái ví này để chúng ta biết dần dần cách giao dịch về tiền điện tử. Anh em để ý trên cái ví này thì sau F3 sẽ được mở ra, nó có hết rồi các cái chức năng. Ví dụ như tiếng thì hoặc là các cái ví này thì anh chị em tải, ví dụ anh chị em ở bên nước ngoài anh chị em tải thì về thì nó sẽ có cái phần sử dụng, là khi anh chị em đăng ký tài khoản thì nó có cái phần sử dụng cái tiền pháp định của nước anh chị em. Đó, phát hành thẻ OnFa thì thời điểm này thì công ty đang hỗ trợ chúng ta là 30 đô, cái giá của nó là 60 đô, chúng ta đang hỗ trợ 30 đô. Và cái ví Visa Mastercard này sẽ sử dụng, nó liên thông với cái ví OnFa này mà anh chị em đang sử dụng trên màn hình này. Sau đó là khi chúng ta đăng ký thì công ty sẽ gửi về địa chỉ của chúng ta theo trên căn cước công dân nhé. Và sau này anh chị em sử dụng cái Visa Mastercard này có thanh toán được trên toàn cầu và chuyển được cái tiền từ ví OnFa sang trực tiếp sang cái Visa Mastercard đó. Để mà mua cái đồng OnFa Gold này thì anh chị em hãy kích vào cái, anh chị em để ý Tiến đang lướt ở trên màn hình này, nó có cái phần tự động quảng cáo này. Đấy, thì ta ấn vào cái phục OnFa Gold này. Thì cái OnFa Gold này thì là chúng ta, công ty đã đưa ra để cho chúng ta bán ra 1.000 cái đồng OnFa Gold này. Hiện nay giá một đồng OnFa Gold là 3.385 OFT. Như vậy anh chị em có thể thấy được rằng là khi chúng ta khai thác được cái đồng OFT này, chúng ta có thể mua vàng. Đó, mua vàng. Thì cái giá trị của đồng OnFa Gold này là thời gian dài anh chị em sẽ thấy được cái giá trị của nó là về tăng trưởng theo cái giá trị của vàng. Ví dụ như thời điểm này anh chị em mua mà cuối năm nay vàng nó tăng thì anh chị em sẽ lãi thôi. Ví dụ anh chị em mua 100 đô mà nó lãi nó tăng tùy theo giá trị mà của vàng nó tăng bao nhiêu phần trăm thì anh chị em được tăng đó khoảng bao nhiêu phần trăm đó. Thì cái này chỉ là nơi mà những nhà đầu tư anh chị em có số lượng tiền lớn mà chúng ta không muốn giữ bằng tiền Việt Nam đồng thì chúng ta hãy giữ bằng vàng. Thì vàng thường nó một năm nó tăng trưởng từ 7-8% hàng năm, anh chị em cứ theo dõi trong lịch sử vậy. Và để mua được cái đồng OnFa Gold này, tất nhiên là cái đồng OnFa Gold này công ty đã xin giấy phép đúng không ạ,
và chúng ta có những cái hợp đồng với hợp tác với các cái công ty đúc vàng ở Mỹ, và cũng như là cái giấy xin giấy phép kinh doanh đó, cũng như là cái bảo chứng cho cái đồng vàng này bằng tiền thật đó. Vừa rồi là công ty sẽ về và khai trương, cũng mở ra cái cơ hội để chúng ta đầu tư vàng. Đấy, thời điểm này là kinh tế suy thoái thì chúng ta đầu tư vàng là ok nhất, phải không ạ? Vàng, bất động sản. Và giới thiệu về cái education, tức là cái chương trình đi du học và định cư ở Mỹ. Đó, OnFarm mở ra cho một cơ hội chúng ta là đi du học và định cư ở Mỹ. Thì với những khi anh chị em và sang Mỹ du học ấy, thì chúng ta được học tập, lựa chọn học tập ở bên đó, và chúng ta có cái công việc là đi làm. OnFarm trong thời gian tới sẽ mở ra rất nhiều văn phòng cũng như rất nhiều các công việc cho chúng ta làm việc đối với OnFarm. Cuối năm nay sẽ có cái sàn thương mại điện tử, họ sàn giao dịch thương mại điện tử, ở trên đó sẽ bán nhiều các mặt hàng mà anh chị em sẽ thấy được cuối năm này. Để mua được đồng Alpha Gold thì chúng ta có mua từ 100 OFT trở lên, chúng ta kích cho phần xem thêm để bắt đầu từ 31 tháng 8 và kết thúc là hoàn thành nằm vào 16 tháng 9 như vậy là còn 7 ngày. Thì tùy thôi, anh chị em nào muốn đầu tư thì anh chị em mua được không? Như là hiện tại anh chị em vẫn thấy được là giá trị của đồng OFT sẽ có sự tăng trưởng dài hạn trong tương lai, do vậy là ít khi anh chị em mua vàng. Mua vàng thì những anh chị em nào mà chúng ta có lượng tiền lớn thì anh chị em có thể đầu tư an toàn để mua cái đồng Alpha Gold này. Thì đây, mua đồng Alpha Gold này thì anh chị em vào kích vào đó, phải không ạ? Anh chị em kích vào phần mua Alpha Gold này, tùy theo ví của anh chị em có bao nhiêu, còn anh chị em có thể là mua 100 đô, không ạ? Hoặc là 150 đô đi ạ, đúng không ạ? Thì anh chị em mua được 0.0444899 đó. Ở đây có thể mua cả về bạc nữa anh chị em ạ. Đó. Chi tiết này. Tên mã thông báo. Giao thức mã thông báo là Binance Smart Chain, không biết có phải mua BNB để làm mà phí không đây. Phải mã thông báo 14 tháng 12 2024 là 100%. Số tiền tối đa là 1.000 OFT, là 1 triệu OFT. Thôi, cứ thử mua thử xem sao. Không đủ số dư trong ví chính. Ồ. Đấy, giả. Thế là mua 100. Đúng không? Ok, đã mua thành công. Và chúng ta kiểm tra. Mua đồng Alpha Gold ok mà anh chị em. Holder OFT cái gì đây? 0.03 ví liên kết. Ví chính nè. Thì vào cái ví chính làm sao? Alpha Gold, khi chúng ta mua vào đồng Alpha Gold này, tới đây công ty sẽ trả xong 14 đó. À, tiền sẽ chuyển đổi cái tiền Việt Nam này, có tiền còn hơn 1 triệu nữa. Thì ta chuyển đổi sang ta mua đấy đi. Ta chuyển ta mua. Chuyển tiền Việt Nam ta mua đi. Mua đồng OFT đi, ta sẽ mua 1 triệu đi. Đó, để được 83 đồng. Thẻ nào không đủ. Anh chị em nào muốn mua vàng kỹ thuật số, vàng ưu điểm vàng kỹ thuật số là khi mà anh chị em mua, thay vì anh chị em giữ bằng cái vàng vật lý vào, thì anh chị em có thể là cầm cái điện thoại đi thôi, có cái nối mạng rồi. Ví dụ anh chị em nửa đêm anh chị em thấy vàng tăng giá là anh chị em có thể vào anh chị em bán đi được luôn. Cái ưu điểm như vậy, và chúng ta không cần phải mang một tích trữ vàng, không để đâu, không lo mất cắp, không ạ. Đó. Tiếp tục nha, thì sẽ vào sẽ mua tiếp vàng đi. OFT thì có nhiều rồi, thì ta mua vàng. Tiếp tục đi. Mua Alpha Gold đi. Cái gì đây? Bạn chưa tạo địa chỉ ví để nhận thanh toán, truy cập vào mục ví nhận
BSC BEP 20 chọn token Unfagon. Ok tí nữa nè. Ta mua tiếp đi. 50 đúng không ạ? Tiếp tục mua đi. Số tiền à tối thiểu ok ok rồi. À phải vào ví để tạo nhận Unfagon anh chị em ạ. Vào ví ok phải ta vào ví đây. Để tiến xem cách thức nhận như thế nào đây. Unfagon đây. Binance Smart Chain. À, phải kích vào đây để nhận anh chị ạ. Sao chép địa chỉ. Ok, gửi OFG đến địa chỉ này. Địa chỉ cần nạp này bất kỳ. Ok, gửi đi nhỉ. Được chưa? À, như vậy là để một cái lưu ý là để khi mà anh chị em mà mua cái ví OFT để sau công ty thanh toán thì chúng ta phải nhớ là chúng ta vào chúng ta chọn này, chúng ta chọn nhận này, đúng không ạ? Ta chọn vần Unfagon này, thì chúng ta ấn vào đó cũng như sàn Zipetro các sàn khác chúng ta ấn chọn Binance Smart Chain này, đúng không ạ? Đấy, khi chúng ta làm như này rồi thì chúng ta sẽ cái đồng Unfagon này sẽ được gửi về và cái ví nó sẽ được tạo ra. Đấy. Unfagon chưa có gửi, chỉ có nhận thôi. Các bạn đấy. Và tới đây là công ty sẽ trả em tiền. Xin chào tạm biệt tất cả anh chị em và chúc anh chị em đầu tư vàng một cách hợp lý. Anh chị em nào mà chúng ta muốn mua vàng kỹ thuật số hay muốn khai thác cái đồng OFT này thì anh chị em hãy đăng ký đường link ở phía dưới. Tiến sẽ để video ở đây. À Tiến sẽ số đây Tiến lấy đường link Tiến để video cho em đây, cách lấy giới thiệu đây. Rồi ok. Lấy cái đường link này copy cho anh chị em, hoặc là anh chị em có thể quét ngay mã trên này. Quét mã trên cái màn hình đây. Màn hình anh chị em có cái mã QR chỗ AA này. Xin chào tất cả anh em nhé.